Kính thưa ban tổ chức, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa ban giám khảo, hôm nay xã Khánh Sơn long trọng tổ chức hội thi tuyên truyền xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh. Về với hội thi hôm nay, tôi xin phép đại diện cho các đồng chí cán bộ đảng viên, bà con nhân dân xóm 4, kính chúc quý vị đại biểu một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng, chúc hội thi thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị, xóm 4 là một xóm có diện tích rộng, dân số đông, có diện tích tự nhiên 73,6 ha với 217 hộ, 840 nhân khẩu, phần lớn là sản xuất nông nghiệp, có một chi bộ đảng viên 52 đồng chí, có 5 đoàn thể, hội người cao tuổi, hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, đoàn thanh niên. Với thiên thời địa lợi, trên địa bàn xóm 4 có bến đò Vạn Rú, có chợ Hôm, sáng nào cũng đông khách. Khu vực này có thể tô đẹp cho một nông thôn mới, nông dân đoàn kết, giúp đỡ đi lên xây dựng quê hương giàu đẹp, xác định xây dựng tuyến đường sáng xanh sạch đẹp là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp và nặng nề đối với cán bộ và nhân dân. Với quyết tâm chỉ đạo sát đúng của các cấp ủy, chi bộ đã đề ra nghị quyết, ban chỉ huy xóm đoàn kết vận động nhân dân xây dựng tuyến đường nông thôn mới sáng xanh sạch đẹp. Công tác tuyên truyền đặc biệt đã được cấp ủy chỉ đạo xóm quan tâm, đội ngũ cán bộ đảng viên luôn đi đầu tiên phong, góp công góp quỹ để nêu gương. Cùng với đó đã được triển khai dân chủ, dân bàn bạc, thống nhất. Cấp ủy, ban mặt trận xóm phối hợp với cán bộ chỉ đạo điểm của xã xuống cơ sở cùng họp và nghe nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, triển khai thực hiện chủ trương xây dựng tuyến đường sáng xanh sạch đẹp nông thôn mới với chiều dài 800 mét dọc tuyến đường D5 Nam. Ban đầu chưa có cây xanh, chưa có điện thắp sáng, chưa có cột cờ, nhà ở dân cư còn sập xệ. Nhưng sau 2 năm thực hiện tuyến đường như được khoác mình vào chiếc áo mới, màu xanh của cây, đa sắc màu hoa của các loài hoa, hoa hồng, hoa giấy, hoa dâm bụt, hoa tường vi, hoa hường, vân vân. Đủ các loài hoa nở rực rỡ, bồn hoa được quét vôi trắng tinh, nhiều chậu hoa được đặt ở cổng các hộ gia đình. Hệ thống điện chiếu sáng công cộng có rơ le ngắt tự động. Cờ đỏ rực rỡ, có được diện mạo nông thôn sạch đẹp, có được như ngày hôm nay là nhờ sự chung sức đồng lòng của người dân và quyết tâm của chi bộ, ban chỉ huy xóm. Xác định công tác bảo vệ môi trường là công tác hết sức cấp bách trong xây dựng nông thôn mới. Chú trọng công tác tuyên truyền xây dựng các tuyến đường nở hoa. Vì vậy đã tạo thành phong trào nề nếp và văn minh. Hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đấy là một nhiệm vụ hết sức nặng nề và khó khăn. Nhưng về sự chỉ đạo sát đúng của cấp ủy, chi bộ và sự vào cuộc của các đoàn thể và sự hưởng ứng của bà con nhân dân trong xóm đã cùng chung sức đồng lòng xây dựng được một tuyến đường hoa này là sáng xanh sạch đẹp như ngày hôm nay. Như quý vị đã thấy, các đoàn thể trong xóm đang tập trung xây dựng nhiều tuyến đường nở hoa, trong đó hội phụ nữ xóm là nòng cốt. Có thể khẳng định tuyến đường nở hoa rất có ý nghĩa, bảo vệ môi trường, làm đẹp cảnh quê, thoáng đãng, sạch đẹp. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Để có được thành quả như ngày hôm nay là nhờ sự đoàn kết của nhân dân, phát huy dân chủ, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Có thể nói rằng, trong lộ trình xây dựng xã Khánh Sơn, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, với rất nhiều mô hình khác nhau, nhưng cùng chung một tinh thần quyết tâm cao, chung sức, chung lòng đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Một lần nữa,
Cho phép tôi đại diện cho cán bộ và nhân dân xóm 4 chúc quý vị đại biểu, ban giám khảo lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc hội thi thành công tốt đẹp.